làm sao để chúng ta có thể nhanh chóng nhanh chóng có được tất cả các khách hàng đó là hãy hãy tôn vinh họ lên hãy tôn vinh những cái gì họ đang có giống như việc họ sở hữu họ làm cộng đồng họ là có tài khoản ở bên đó họ cái là cộng đồng họ là khách hàng mà đó họ đang tự hào về bên đó thì hãy tiếp tục vào tôn vinh cái việc đó lên bằng cách gia tăng giá trị của mình à, thì đây nó có à, 4 cách vậy thôi có cái cách nào đơn giản hơn mà ngay lập tức chúng ta có thật nhiều khách hàng hay không? À, có cách nào à, có không các anh chị? thì à, cái chương trình kinh doanh đơn giản này à, không dạy không chia sẻ các anh chị những cái gì à, mà nó quá cao siêu mà chỉ những cái rất là đơn giản mà mọi người có thể làm được thì nó có một cái công thức để chúng ta ngay lập tức có nhiều khách hàng nhất. À, cái công thức đó nó gọi là hình thành liên minh. hình thành, thành liên minh hình thành liên minh này. vậy thì chúng ta sẽ hình thành liên minh như thế nào hình thành liên minh như thế nào thì uh, quốc có một cái câu chuyện uh, như thế này đó là uh, có một uh, có một cái hãng hàng không họ mới tạo ra một cái chương trình ưu đãi đó là tất cả những anh chị nào có thể visa của ngân hàng abcd nào đó và nếu như visa của các anh chị là signature trở lên thì ngay lập tức các anh chị sẽ được tặng một cái thẻ diamond một cái thẻ diamond à, để được ưu tiên phục vụ trong cái hãng hàng không đó thì ngay lập tức rất nhiều những cái khách hàng của những cái ngân hàng trước đó những cái người mà đã được sở hữu cái thẻ signature là cái thẻ cao cấp của ngân hàng có phải là những người có tiền không các anh chị? Phải những người mà đang sở hữu cái thẻ Visa Signature trở lên có phải là những người à, có điều kiện tài chính đúng không ạ? Có khả năng chi trả không ạ? Thì họ mới offer là ai mà có cái thẻ đó thì ngay lập tức tới cái cửa hàng đó à, tới à, cái à, gọi là cái à, trung tâm cái đại lý vé máy bay thì họ sẽ được đổi được tặng thành một cái thẻ Diamond cho cái hãng hàng không đó hay là trường hợp là gì ạ à? có một cái doanh nghiệp họ nói như thế này nếu như anh chị mua hàng từ thế giới di động với một cái bill trên một à, trên 10 triệu đồng thì đem cái bill đó qua cửa hàng của chúng tôi các anh chị sẽ được giảm 5 phần trăm thì ngay lập tức những cái người mà họ đang mua cái sản phẩm của thế giới di động họ không biết họ không hiểu là vì sao họ được cái ưu đãi đó họ rất là tò mò và giờ, họ đem cái bill đó tới cái cửa hàng đó để họ hỏi vì sao lại có cái ưu đãi này và thế giới di động cũng chả biết là trên đời có một cái ưu đãi kiểu như vậy nhưng mà bằng cách nào đó với những cái chiến thuật chiến lược à, một cái kế hoạch những cái chiến lược vừa rồi thì cái trung tâm cũng như cái đại lý cũng như cái khách hàng đó cái cái cửa hàng đó đã thu hút về cho mình rất là nhiều khách hàng mà gì ạ? đang có khả năng chi trả các anh chị hình dung mà các anh chị có có hình dung cái ý tưởng này không ạ? tức là chúng ta hình thành liên minh, chúng ta tạo ra những cơ hội để những khách hàng, những đối tác đang có sẵn khách hàng của mình tới và mua hàng từ trung tâm của mình, hoặc là mua hàng cho cái cộng đồng của mình. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị hiểu những gì quá đang chia sẻ thì có thể comment số 1 được không ạ? Yes, áp dụng được ngay ạ. À ví dụ như trường hợp của nha kho Sài Gòn Tâm Đức, các em có thể kết hợp với các trung tâm phòng khám bệnh viện. Nếu các anh chị nào mà có thẻ vip ở phòng khám bệnh viện, thì ngay lập tức tới trung tâm nha kho sẽ được thẳng thẻ vip luôn. Hoặc là các anh chị có thể tạo ra một cái chương trình ưu đãi dành cho những ai đang sở hữu thẻ visa signature chẳng hạn, thì sẽ được ưu đãi luôn. Hay là có một khách hàng của MoroRo đang áp dụng cái chiến lược này đó là các anh chị là first e bài mà Platinum thì các anh chị uh, Diamond thì các anh chị được giảm 30%, Platinum thì giảm 20% và Gold thì lại được giảm 10%. Khi mà đăng ký sử dụng sử dụng cái dịch vụ là uh, chứng thực gọi là đăng ký cái uh, bộ bộ công thương, giấy phép uh, giấy phép bộ công thương khi mà đưa website lên trên internet. Thì đây nó gọi là hình thành liên minh và nó có hai loại liên minh, đó là liên minh tinh thần và liên minh hợp tác liên minh hợp tác có nghĩa là bên ngân hàng họ ký hợp đồng với hãng máy bay để họ làm cái chuyện đó và khách của bên ngân hàng sẽ được giới thiệu và khách của hãng máy bay và khách của hãng máy bay sẽ được giới thiệu và qua khách của bên ngân hàng và cả hai bên sẽ truyền thông về việc này thì nó gọi là liên minh hợp tác nhưng nếu trường hợp chúng ta không có khả năng để chúng ta làm được hợp tác được với những đơn vị lớn như vậy thì chúng ta có thể gọi là liên minh tinh thần liên minh tinh thần có nghĩa là chúng ta sẽ nói rằng chúng ta rất yêu quý cái thương hiệu sản phẩm dịch vụ hay những người đang sở hữu cái sản phẩm dịch vụ đó nên chúng ta muốn tạo ra một cái điều kiện một cái cơ hội một cái ưu tiên để họ được trải nghiệm sản phẩm dịch vụ này thì nếu như nói tới đây các anh chị sẽ có rất 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 nhiều các ý tưởng để tạo ra liên minh tinh thần cho mình ví dụ như các anh chị bán cái sản phẩm các anh chị đang cung cấp cái dịch vụ rửa xe các anh chị bảo là gì ưu đãi 50% cho các anh chị nào đang sở hữu xe Vinfast trong vòng một tháng khi rửa xe tại đây bởi vì tôi tự hào về sản phẩm xe của Việt Nam thì những người sở hữu xe Vinfast họ nói Ủa cái gì đây cái gì sao hay quá vậy thì tự nhiên mình mua xe VinFast mình lại được cái ưu đãi này. Đúng không ạ? À? Hay là các anh chị là trung tâm ngoại ngữ, các anh chị có thể gì? Các anh chị tri ân lại cho những cái trường nào mà nơi các anh chị đã từng học ở đó. Ưu đãi giảm giá bao nhiêu phần trăm dành cho cái trường đó. Được không ạ? À? Thì thì nó gọi là liên minh tinh thần. Và đây là cách đơn giản nhất để các anh chị thu hút nhanh khách hàng nhất. Và cái người mà họ nhận cái thông điệp đó họ không hiểu. Ủa vì sao vậy? Tự nhiên sao mình lại được cái đó? Hoặc chả hiểu là vì sao? Và họ rất là tò mò. Thì hãy đưa ra một cái lý do vì sao các anh chị tạo ra cái ưu đại này. Rồi. Các anh chị đã à, hiểu những gì quá chia sẻ không ạ? À? Nếu hiểu và cảm thấy à, cái này có thể áp dụng được. Thì cái comment được chữ y bài được không ạ? À? ok Vậy thì hãy tạo ra những cái liên minh tinh thần cho từng giai đoạn Giai đoạn đầu các anh chị có thể liên minh với một cái trường nào đó Một cái tổ chức nào đó Hay là một cái công ty nào đó Hay là một cái cộng đồng nào đó Và hãy đưa, hãy lưu ý như thế này Khi các anh chị tạo ra những cái chương trình ưu đãi Thì hãy hãy tạo ra những chương trình ưu đãi có thứ hạng Ok không ạ? Mọi người comment vào Có thứ hạng có nghĩa là nếu khách hàng bên đó họ có thứ hạng thì khách hàng bên mình cũng phải có thứ hạng dù khách hàng bên đó họ có là diamond platinum gold thì mình cũng sẽ giảm giá theo cái thứ hạng bên đó yes ok cảm ơn ngon rất nhiều ạ và các anh chị sẽ thấy à, chúng ta thu hút được rất nhiều khách hàng à, và một cái ví dụ rất là đơn giản cho cái việc này đó người ta hỏi là À, người ta hỏi đó là à, làm sao à, làm sao để chúng ta có thể nhanh chóng nhanh chóng có được tất cả các à, khách hàng đó là hãy hãy tôn vinh họ lên hãy tôn vinh những cái gì họ đang có giống như việc họ sở hữu họ làm cộng đồng họ là có tài khoản ở bên đó họ là cộng đồng họ là khách hàng mà đó họ đang tự hào về bên đó thì hãy tiếp tục vào, tôn vinh cái việc đó lên bằng cách gia tăng giá trị của mình